Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Sa Đéc TV. Các bạn thân mến, thì hôm nay tiếp tục chương trình khám phá ẩm thực ở Sa Đéc. Thì Sa Đéc TV xin mời các bạn cùng đến khám phá một cái món ăn cũng rất là lâu đời, có mặt ở thành phố Sa Đéc, đó là quán mì tươi Chí Ký. Quán này đã có 3 đời bán mì tươi nha các bạn, rất là nổi tiếng, nằm ở trên đường Nguyễn Huệ, ở phía dưới của cầu Sắt Quay. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng vào trong khám phá xem coi cái món mì tươi này nó có gì hấp dẫn nhé. Quán mì của mình thì bán được bao lâu rồi hả chú? Khoảng 50 rồi. 50 năm rồi hả? Trên 50 năm. Chú là thế hệ mấy mình bán cái món mì này? Tôi ở thế hệ thứ 3 rồi đó. Ông nội rồi đời cha tới đời mình là ba đời. Cái món mì này thì có nguồn gốc từ đâu hả chú? Ngày là mì nguồn gốc từ bên Trung Quốc á, người Hoa á. Tôi họ Lưu. Tức là chú là người Hoa, hồi xưa cả đây mình sinh sống nha. Hồi đó ông nội là người Hoa, còn mình thì sinh sống ở Việt Nam. Sinh đẻ ở Việt Nam. Ông nội thì ở nước ngoài về bên Trung Quốc qua. Bà nội thì người Việt. Rồi ông nội đó truyền nghề lại đó. Rồi mình làm tới giờ luôn ba đời. Cái mì cái này là mì tự mình làm luôn hay là mình lấy lại chú? Mì này mình sản xuất ở nhà luôn. Mì cái giờ kêu người ta kêu là mì gia truyền đó. Mì gia truyền ba đời đó. Tự lấy luôn. Cái mì này thì cái nguyên liệu để vô là cái gì hả chú? Như mình làm như tôm khô cháy nè, hành phi nè, tép mỡ nè, rồi mấy cái này thì gia vị như là thịt heo á, mình có là đồ lòng á, tim, gan, cặp, bò viên, thịt, ram lại vậy đó, thịt xá xíu, chả cá, xương để trong nồi nè, thằng nào khách nào ăn xương thì mình vớt xương ra. Có bò viên, thịt bằm nữa. Con này là hát cạo. Hoành thánh là Hoành thánh ăn riêng nha. Hoành thánh ăn riêng. Có khách thì người ta ăn Hoành thánh mì. Khi ăn khi người ta ăn tô mì khô rồi chén súp để Hoành thánh. Rau của nó là rau gì hả chú? Mình chỉ xài xà lách thôi. Rau xà lách nè. Xà lách, ngò, hành, hẹ rồi kia vậy đó. Đây con thấy có chú để hải sản nên làm mì hải sản riêng nha. Mì hải sản riêng, cái gì khách ta kêu mình mới để hải sản, có người ta không chịu ăn. Cũng như là truyền thống là để thịt heo thôi đó. Để thịt heo thôi. Bò viên.
Cái đó cũng hay có chả cá chiên nữa nè. Đó, có món chả cá luôn. Với cái bánh bánh chiên này mình cũng làm ở nhà nè, cái bánh 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 chiên này nè. Dạ. Đó. À, bánh tép chiên. Rồi mình để chiên chút xíu đó mà xả ba chiên đó nè, đó cái bánh gì mình để. Dạ. Ở đây là một bát một tô gì là bao nhiêu nha chú? À, tôi và mình bán là 60 á. Dạ, còn hải sản được thì sao nhé? Hải sản thì 80. Rồi các bạn ơi, đây là tô mì tươi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thưởng thức, cảm nhận xem coi cái hương vị mì tươi ở đây nó như thế nào nha. Đây là nước giấm nha các bạn. Có hai loại nước chấm là nước giấm với nước tương ha. Cái tỏi ngâm này cũng khác với người ta ha, này tỏi nhưng mà cũng khác nữa ha các bạn. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức nha. Sợi mì thì thấy nó cũng cái màu nó thì nó sáng chứ nó không có như những cái sợi mì ở ngoài chợ mà màu nó vàng. Còn nhiều các bạn cái màu này chúng ta thấy sợi mì nó vẫn sáng nha. Nó rất là đậm đà, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào một miếng chanh ha. Nước thì rất là đậm đà nha các bạn. Giờ mình sẽ thử một cái miếng chả cá chiên nha. Cái này như chú nói thì tất cả là do ở nhà làm hết, từ sợi mì cho đến bánh chiên rồi chả cá chiên. Dài rất là thơm nha. Giờ bây giờ mình sẽ thưởng thức cái sợi mì nha. Sợi mì nó rất là mềm nha các bạn. Nó mềm mà để vào miệng nó thao thao rất là ngon, nó không có quá dài. Như lúc nãy chú cũng chia sẻ thì cái quán này đã truyền về 3 đời rồi các bạn. Như là nhắc tới mì tư chí ký ở Sa Đéc thì mình chưa biết. Rồi cái quán này cũng bán khá là lâu đời và nó cũng có một hương vị riêng. Mì này thì làm gia truyền từ gốc từ người Hoa cho nên là nó có cái hương vị cũng rất là đặc biệt ha. So với những món mì khác thì hương vị nó có một hương vị riêng rất là đặc biệt. Ở đây mình cần thấy có cái miếng bánh này nè, giờ mình thử miếng bánh này coi sao nha. Bánh tôm. Nó giòn mà nó thơm, cũng ngon, khá dễ ăn nha các bạn. Ăn những chỗ khác thì hình như là không thấy được cái miếng bánh này á. Có thịt nạc nha, có bò viên, bánh tôm, rồi chả cá chiên, rồi gan, rồi tim. Nếu các bạn có dịp đến thành phố Sa Đéc thì các bạn có thể ghé qua đây để thưởng thức cái hương vị của món mì tươi nữa nha. Đây là mì tươi gia truyền nha các bạn, cho nên là mấy đời họ truyền lại rồi, có một cái công thức và một cái gia vị riêng cho nên là tạo nên một cái hương vị riêng cho cái quán của họ, cho nên là cho với những quán khác thì các bạn muốn thưởng thức cái hương vị mà chánh gốc của từ người Hoa thì có thể ghé vào đây ha. Nước giấm này cũng khá là đặc biệt đó các bạn, nó chua chua mà nó ngọt ngọt.
ngọt mà ăn nó cũng rất là vừa ăn, ăn với mì thì rất là ngon. Quán này thì mở cửa từ 6 giờ đến 13 giờ trưa nha các bạn. 6 giờ đến 13 giờ trưa, chúng ta nếu như các bạn muốn thưởng thức thì đi vào khung giờ này, nếu như đi vào buổi chiều thì không có bán nha. Cho nên là muốn lưu ý với các bạn là mình đi đúng vào khung giờ để được thưởng thức. Thì ở Sa Đéc thì cũng có rất là nhiều quán là bán mì, hủ tiếu, nhưng mà nói về mì mà để mà mang cái hương vị gốc Hoa thì rất là ít. Và đây cũng là một những quán mà lâu đời nhất nhì ở Sa Đéc ha. Thì nếu các bạn có dịp ghé qua thì có thể thưởng thức ha. Mỗi người thì có một cái hương vị riêng, có một cái sở thích khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta thưởng thức để chúng ta cảm nhận ha. Và nếu như các bạn ai đã từng ghé qua quán mì này rồi thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha, để quý khán giả có thể cảm nhận và đến đây thưởng thức. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Sa Đéc TV sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những cái quán ăn và những cái món ăn ở thành phố Sa Đéc, nhằm góp thêm cái thực đơn phong phú, giúp các bạn có sự lựa chọn khi đến thành phố Sa Đéc thưởng thức ẩm thực. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Và các bạn nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh, đặc biệt là mở kênh Sa Đéc TV lúc 6 giờ sáng hàng ngày sẽ có chương trình khám phá ẩm thực Việt, mỗi ngày một món ngon và mỗi ngày một điểm đến. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau.